Tụi em biết nhau 12 năm ạ. Wow, that's a long time. Quen nhau 12 năm là một con số không phải muốn nói là nói nha. Phải làm nhiều chuyện với nhau lắm ấy mới ra con số 12 mà. Xin đính chính lại là thật ra là tụi em biết tới sự tồn tại của nhau 12 năm và bạn này là mối tình đầu của em. Nhưng mà tụi em chia tay sau 6 tháng quen nhau và tụi em chỉ mới quen nhau được 3 năm nay thôi. Quen nhau 6 tháng đầu, sau đó chia tay, rồi 3 năm gần đây mới bắt đầu quen nhau lại. Wow. Là cách nhau biên. Dạ, câu nói đó lúc đầu đó là lý do mà em sẽ luôn ở bên bạn dù là ba mẹ em không có đồng ý. Tới bây giờ vẫn chưa đồng ý? Dạ đúng rồi, vẫn chưa đồng ý. Và em nghĩ là sau khi chia tay mối tình đầu thì cũng rất là nhiều lần em hy vọng sẽ có cơ hội quay lại với bạn. Và cái lần cơ hội quay lại lần thứ hai này nó đã là một điều rất là đặc biệt đối với cuộc đời em rồi. Việc hai bạn có mặt ở đây, bố mẹ hai bên có biết không? Dạ, cũng cảm ơn câu hỏi của anh. Em thật sự là muốn gửi lời xin lỗi tới hai bác. Vì em biết là sự xuất hiện của tụi em hôm nay chắc chắn sẽ làm hai bác rất là phiền lòng khi mà chưa có sự đồng ý của hai bác. Con thật sự xin lỗi ạ. Bạn là ai ạ? Em là Quốc Phong, là bác sĩ cũng là giảng viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Wow. Bạn làm khâu nào ở trong Phạm Ngọc Thạch? Em là giảng viên bộ môn giải phẫu và hiện tại là bác sĩ của bệnh viện Bình Dân khoa tiết niệu. Wow. Wow. Với một cái người mà có cái học vị cao như vậy thì dĩ nhiên là mình cũng có cái vị trí xã hội nhất định và mọi người nhìn vào. Mà hôm nay bạn đến với chương trình với màu tím thì thật sự tôi hỏi là cái điều gì đã khiến cho bạn chọn cái điều này? Tại vì trong quá khứ em đã gặp phải một số vấn đề và em nhận thấy mình có yêu một người nhiều và hôm nay em có dẫn người yêu theo. Wow. Xin mời ạ. Dương Lâm Đồng Nai. Trời ơi. Đại diện cộng đồng LGBT Đồng Nai. Trời ơi. Quận 4, Sài Gòn. Chỉ có tôi với lại Minh Tú ở đây hai người là bảo vệ, là tôi nói với Tú là không thấy anh này tím. Mặc dù nói chuyện nhẹ nhàng như nãy tôi nói chuyện nhẹ nhàng đôi khi chỉ là một cái biểu hiện của những người người ta làm y khoa. Vì người ta phải tiếp xúc, người ta phải nói chuyện rất là nhỏ nhẹ trong môi trường không có được làm ồn. Cậu em không vô bệnh viện được, đúng không? Cái gì nữa? Môi trường nó không có lâm à? Mà sao có lâm được? Phẫu thuật ai nói, em được kìa, kéo em ơi. Ai nói vậy được, đúng không? Là sao ai nói vậy được? Hay quá. Cú twist tuyệt vời. Quá trời. Chào em là ai? Dạ, em chào anh Thành, em chào ban cố vấn, chào tất cả quý vị khán giả đang tham dự chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Linh. Hiện nay em đang làm tổ chức phi chính phủ cũng như là đồng sáng lập của dự án truyền thông giáo dục sức khỏe về giới tính cho cộng đồng. Và người cùng làm dự án với em đó là người kế bên ạ. Trời ơi. Wow. Hai cái sự yếu lịch chấn động thiệt á. Tôi không biết sao chứ tôi thấy trong clip cái cách ông nói chuyện, cái tay chân ông nói rất là đàn ông, không hiểu tại sao các bạn nhìn ra màu tím. Tại cái chị mắc cúp đó anh. Đúng, cái này em xác nhận luôn, tại vì khi em đứng gần ảnh á em thấy mắc cúp rất dày, dễ chân mày rất nét. Đúng, cái clip cũng vậy.
cảm giác là nó tím nó mới nét như vậy. Bà make up bà hại. Bữa nay lúc mà bà quánh tới cái ông này là cái đoạn đó bà buồn ngủ rồi, số 5 rồi, thấy không? Nè, bà buồn ngủ gục nè, dặm cột nè, buồn ngủ nè, dặm cột cái hai bên dặm. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu ạ? À? Dạ, tụi em biết nhau 12 năm ạ. Wow. Wow, that's a long time. Quen nhau 12 năm là một con số không phải muốn nói là nói nha. Phải làm nhiều chuyện với nhau lắm ấy mới ra con số 12 mà. À, xin đính chính lại là thật ra là tụi em biết tới sự tồn tại của nhau 12 năm và bạn này là mối tình đầu của em. À, nhưng mà tụi em chia tay sau 6 tháng quen nhau và tụi em chỉ mới quen nhau được 3 năm nay thôi. Quen nhau 6 tháng đầu, sau đó chia tay, rồi 3 năm gần đây mới bắt đầu quen nhau lại. Wow. Là cách nhau biền biệt mười mấy năm. Vì sao ạ? Tại vì lúc đó vấn đề là ở em. Tại vì em chưa có đủ sự trưởng thành. Em đã chia tay bạn. Rồi sau đó một khoảng thời gian rất dài, em quen được nhiều mối tình. Trong đó có một mối tình là với một bạn cũng có gốc địa vị. Thì sau khi quen cái mối tình này xong thì cái tình yêu nó không thành. Sau đó em nhận ra rất nhiều điều và cái tình yêu nên đến từ sự chân thành. Em nói là tình yêu nên đến từ sự chân thành. Bộ lúc em đến với cái cô kia em không thật sự chân thành hết à? Dạ, lúc đó thì như mình mới vừa ra đời, cho nên mình cũng có những cái suy nghĩ nó hơi mang tính thực dụng. Dạ, thật sự là như vậy. Vẫn có tình cảm cho bạn đó. Thế nhưng mà mình chưa biết cách chăm sóc một người phụ nữ sao cho nó toàn diện. Rồi làm sao chia tay? Sau đó gần về cuối cái thời gian thì em thấy có những dấu hiệu của sự không chân thành. Hai người chia tay là vì không hợp. Và sau đó chừng một vài thời gian ngắn thôi thì nghe tin là bạn có chồng. Thực sự em rất sốc. Nhưng mà suy nghĩ lại thì mình cũng có cái lỗi mình trong đó. Có nghĩa là ngay từ cái lúc xuất phát bản thân mình cũng không thực sự hoàn toàn 100% là vì tình yêu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tới khi em chia tay với bạn ấy thì theo thông thường thì người ta sẽ tiếp tục những mối quan hệ khác. Vì sao em lại tìm gặp lại mối tình đầu của em? Dạ sau đó em cũng quen rất là nhiều người nhưng mà em không tìm được người phù hợp. Tại vì thật sự mà nói em rất là nội tâm. Sau đó em gặp bạn thì bạn là một người rất là tinh tế và hiểu được những cái nỗi cực nhọc của em khi đi làm nghề y, dạy học ở đại học và bạn đã thông cảm cho em. Lúc đó em gặp lại bạn, anh hỏi thật là ngay lúc đó là em có bạn trai, em có gì không hay là em vẫn đang free để em chờ người ta? Dạ lúc đó em trải qua một lần ly hôn rồi. Oh. Wow. Cuộc hôn nhân của em kéo dài bao lâu? Dạ chưa được một năm ạ. Em quen một cái người một năm, sau đó em cũng chia tay. Ở trong thời gian đó bạn này cũng có một cái cuộc hôn nhân một năm rồi cũng chia tay, mà cuối cùng hai người vẫn gặp lại được nhau. Trong trường hợp nào? Đó là bạn có người nhà có vấn đề về não, sọ não, thì bạn nhờ em tư vấn và cho chụp phim não, rồi sau đó em nói chuyện lại với bạn. Lúc đó thì từ một cái người đi tìm sự thực dụng, em đã chuyển sang tìm một mối quan hệ chân thành, đến xuất phát từ con tim và hai người thật lòng với nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau. Anh hỏi thật nha, cái điều gì làm cho em còn tin cái người này? Dạ em nghĩ đây là một sự can đảm. Tại vì sau khi ai chia tay mối tình đầu mà bị những cái trải nghiệm giống em thì sẽ phải vượt qua rất là nhiều thứ. Và sau khi chia tay bạn thì em thay đổi hoàn toàn tư duy tình yêu cũng như cái cách mà mình lựa chọn tình yêu. Nên cái cuộc hôn nhân đó thật sự nó cũng là một cái quyết định nó chưa đủ chín chắn. Nên khi mà em quen lại bạn, thật sự đây là một quyết định rất khó khăn với em. Và em luôn phải chuẩn bị tinh thần cho mình mỗi ngày là cái ngày chia tay nó lúc nào cũng có thể tới. Nhưng mà có một thứ mà em biết chắc là bạn trai em là người em thương là mối tình đầu, chắc chắn cũng sẽ là mối tình cuối cùng của em. Tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó
Niềm tin lớn nhất của em là gì? Có lẽ là thứ duy nhất mà em tin chắc đó là tình cảm của em thôi ạ. Và sau chừng ấy năm, chừng ấy biến cố thì tình cảm này chưa bao giờ thay đổi. Anh thật sự là anh cũng khá xúc động. Không phải người phụ nữ nào cũng nói được câu đó đâu. Nhưng nếu em chỉ nói niềm tin của em là tình yêu em dành cho anh ta, thì trên đời này cái gì nó cũng cần hai chiều. Niềm tin đó là niềm tin một chiều. Phần còn lại dĩ nhiên phải phụ thuộc vào anh ta. Đó là những gì mà chúng ta sẽ phải chờ đợi. Tôi muốn biết cái cảm xúc của bạn khi ngày hôm nay bạn nghe cái câu nói rất là mạnh mẽ của con người này. Dạ, câu nói đó lúc đầu đó là lý do mà em sẽ luôn ở bên bạn dù là ba mẹ em không có đồng ý. Tới bây giờ vẫn chưa đồng ý? Dạ đúng rồi, vẫn chưa đồng ý. Vì sao ạ? Vì ba mẹ em kỳ vọng em cứ nhiều quá. Em có hai người anh em, nhưng mà người anh thì bị mất lúc em đại học năm tư. Thì bây giờ chỉ còn mình em thôi. Em là bác sĩ duy nhất của dòng họ và cũng là giảng viên, cho nên là ba mẹ kỳ vọng rất nhiều. Nên khi mà ba mẹ nghe tin em quen với bạn em đã có một đời chồng thì ba mẹ rất là không đồng ý. Lúc đầu em cũng rất là rối và em rất là có những cái căng thẳng trong tâm lý. Nhưng mà em nghĩ rằng đó là do ba mẹ thương con thôi. Và cái tình cảm em dành cho bạn cũng như bạn dành cho em là cái tình cảm thật lòng và rất là lớn. Khi em đã đủ trưởng thành, em đã vượt qua những cái điều, nói chung là những cái tai nạn trong cuộc sống đó, thì bạn vẫn luôn ở bên cạnh em, bạn vẫn luôn ở đây để động viên em. Đó là cái điều mà em mong muốn nhiều nhất của một người bạn gái và là người bạn đời của mình. Em gái dũng cảm quá nhờ, và hy sinh quá nhiều. Lỡ một ngày nào đó mọi chuyện vẫn không mong muốn, em vẫn phải đối diện với cái điều em đang chờ nó mỗi ngày, thì em có thấy hối hận không? Dạ, em tin chắc là em sẽ không hối hận. Bởi vì cái điều mà làm mối quan hệ này kéo dài cho tới tận lúc này, đó là vì em không mong đợi và không mong cầu gì cho mối quan hệ này. Nên tụi em thật sự là dành mỗi ngày với nhau như là bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. Và em nghĩ là sau khi chia tay mối tình đầu thì cũng rất nhiều lần em hy vọng sẽ có cơ hội quay lại với bạn. Và cái lần cơ hội quay lại lần thứ hai này, nó đã là một điều rất là đặc biệt đối với cuộc đời em rồi. Việc hai bạn có mặt ở đây, bố mẹ hai bên có biết không? Dạ, cũng cảm ơn câu hỏi của anh. Em thật sự là muốn gửi lời xin lỗi tới hai bác. Vì em biết là sự xuất hiện của tụi em hôm nay chắc chắn sẽ làm hai bác rất là phiền lòng khi mà chưa có sự đồng ý của hai bác. Con thật sự xin lỗi ạ. Bên cạnh đó thì thật sự cũng muốn gửi lời cảm ơn ba mẹ em. Tại vì không dễ dàng gì để cho em có thể quay lại với bạn. Tại vì ba mẹ em là người đã bên cạnh em cảm nhận những cái giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời em. Nên chắc chắn ba mẹ sẽ muốn em lựa chọn một cái gì đó an toàn hơn cho mình. Nhưng mà bởi vì ba mẹ vẫn rất là thương em, nên ba mẹ đã ủng hộ và yêu thương mối quan hệ này. Và thật sự là tụi em đã dễ dàng hơn một chút trên cái con đường mà đi đến một cái kết quả gì đó cuối cùng. Ok, trước tiên là tôi xin cảm ơn câu chuyện thật sự là truyền cảm hứng của hai bạn cho những ai dám nói với thế giới rằng tôi đã sai và dám sửa nó. Tôi đã nói là tôi không bao giờ sợ người đã từng sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình. Bởi vì một ngày nào đó người ta còn lý do cho cái sai là người ta vẫn chưa thấy mình sai. Mà chưa thấy sai thì làm sao mà sửa? Thấy rồi, ít ra có cái chiều hướng để mình nhìn lại để mình sửa. Trấn Thành biết là mình không có một cái tư cách gì để xen vào câu chuyện của hai gia đình và đưa ra bất cứ một lời khuyên gì. Nhưng nếu như hai bác có thực sự nghe thì
biết đâu có một cái người ngoài khách quan cho một ý kiến. Dĩ nhiên phần quyết định còn lại vẫn là của gia đình. À, thưa hai bác, dĩ nhiên nếu mà nói về lo lắng thì phụ huynh của bạn nữ phải lo lắng hơn phụ huynh của bạn nam. Vì sao ạ? Người ta biết con gái mình đã một lần bị bỏ rơi và người ta cũng không hề muốn điều đó xảy ra một lần nữa khi lại chọn đúng cái người đó. Cái xác suất rủi ro nó rất là cao. Nhưng vì yêu thương con của mình, họ vẫn tập cách yêu thương luôn cả những điều diễn ra chưa đúng ý mình mong muốn. Thì Thành nghĩ rằng là mọi người hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì á, bố mẹ nào cũng thương con hết. Phải cưới người này mới tốt, người kia mới xứng. Cái người nào lỡ một đời chồng rồi á, là cái background không có được tốt lắm. Thưa quý vị, tất cả những điều đó nó chỉ gói gọn lại hai chữ, đó là cái sĩ diện của mình thôi. Nó là một thứ mà cho chúng ta tự xây dựng lên để che chở, để bảo vệ cho cái mình muốn thế giới thấy mình ở trong đó. Thì thưa quý vị, sĩ diện nó là vô hình, nhưng nỗi đau chúng ta để lại cho con cái là hữu hình. Cho nên hãy suy nghĩ lại về điều này. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Tôi hy vọng các bạn sẽ có được một cái kết tốt đẹp. Và người phụ nữ kế bên em đã hy sinh quá nhiều. Anh không biết em làm cái gì cũng được, tốt hơn cũng được, như vậy cũng được. Nhưng nếu có làm gì làm, hãy thật đàn ông, hãy thật hiểu là người ta đã hy sinh cho mình. Cảm ơn mẹ. Bình thường anh nghĩ là sẽ có một cái lời nói gì với bạn nữ, nhưng trong trường hợp này anh nghĩ là chúng ta nên dành cho họ những lời chúc phúc. Dạ, em cũng có một câu nói dành cho hai anh chị. Tại vì em thấy cái cách chị nắm tay, chị nhìn anh, chị nói về câu chuyện tình yêu giữa hai người thì chị rất là yêu anh. Bởi vậy anh đừng có để vụt mất chị ấy thêm một lần nào nữa. Với lại em chúc anh chị hạnh phúc và làm những điều có ích cho cộng đồng mà anh chị đã và đang làm. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. À, chắc là lỗi xin lỗi anh trước. Khi mà em nghe câu chuyện của anh chị thì phải nói luôn, em cũng có rất là nhiều cảm xúc. Cho nên là em hy vọng là mình đã tìm được cái đối tượng của mình rồi, thì trong tương lai thì mọi người sẽ sống thật là hết mình. Đừng có vì cái gì hết trơn, hãy cho mình một cái sự hạnh phúc riêng. Bởi vì thật sự hai anh chị xứng đáng để có được cái hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, cảm ơn anh chị. Nói gì nói chứ dù gì nữa cũng đã, mình dùng từ gọi là hơi bình dân xíu, cũng lết được tới đây rồi đúng không mà. Phải ráng thêm chút xíu nữa chứ không thôi nó phí cái công mình lết 12 năm đúng không cưng. Làm gì làm, cố gắng lên, hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Thấy thương không? Thưa quý vị, qua những cái phần lắng động vừa rồi, chúng ta cần một chút xíu thời gian để cân bằng lại cảm xúc đúng không ạ? Hãy chúc phúc cho họ. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao.